Thì thưa với tất cả quý vị đồng đạo kính mến, vậy thì phần trình bày của chúng tôi trong cái đề tài này đến đây cũng xin khép lại. Thì ở đây thì còn lại là 20 phút đồng hồ theo cái giờ giấc ban tổ chức đã quy định. Thì bây giờ tôi trả lời cái câu nghi vấn của hồi nãy mà anh Tính anh thiếu chịu lại có một cái vị đồng đạo mà học viên đó. Cái câu hỏi được đặt ra như thế này: dạ kính thưa giáo lý viên, thầy xin cho con hỏi sự cúng lại tại nhà qua bài sự cúng lại của người tại gia cư sĩ của Đức Thầy đã dạy trong quyển Tôn Chỉ Hành Đạo, thì có phải là con đã phát nguyện quy y tại nhà rồi không, và sau đó con phải đến ban trị sự để quy y thì mới đúng lễ quy y Tam Bảo, hai con chỉ cần phát nguyện quy y tại nhà là được? Kính mong giáo lý viên vậy đó. Thì kính thưa quý vị, cái câu này thì nhiều lớp học cũng có nhiều học viên cũng đặt ra, tại vì tôi cũng thường làm lớp học, tôi biết cái lớp học ở Thái Long tôi thì chiến cầu cũng có cái vị học viên này đặt ra, nhưng mà không phải đặt trên diễn đàn như thế này mà cũng như ngồi bằng tròn rồi đồng đạo nó chỉ đặt cái câu hỏi gì thôi. Thì thưa quý vị đồng đạo kính mến, bây giờ đó cái chỗ này chúng ta hiểu thế này nè, cái này nữa vừa là trong cái bài thờ phượng lễ bái ha, tức là cúng lại sớm chiều, và bên đó bên cạnh đó là luôn cả cái bài quy y, tức là điều kiện vào đạo. Một câu hỏi đặt ra thì nó có hai cái bài liên quan trong cái lớp giáo lý căn bản Phật giáo học như vậy thì đồng đạo này muốn đặt ra một cái nghi vấn cũng còn hơi thắc mắc ở trong lòng của mình. Bây giờ sau khi học cái lớp này rồi, đã hiểu đạo rồi, bây giờ đồng đạo này đó, đứa cháu này giờ về nhà quy y, nhưng mà giờ muốn quy y đây đó là tự quy y ở tại nhà hay là đến với ban trị sự, nhờ ban trị sự làm cái lễ quy cho thì thưa tất cả gì, bởi vì trong cái bài quy y đó, trong cái bài mà điều kiện vào đạo, trong đó này tôi nói ý thôi, không có đọc kinh văn nha, có nghĩa là những người nào mà muốn quy theo đạo đó thì sao phải nhờ hai người bổn đạo cũ đó là có đức hạnh tiến cử và giới thiệu lên ban trị sự ở trong làng, thì cho cái người mà làm đầu biết đó, thì người làm đầu mới đọc hết cái thể lệ quy vào đạo thì cái thể lệ đó mình biết đó là hồi xưa phải đọc thể lệ, chẳng hạn như giờ vào đạo là phải giữ tám điều cấm là làm được không, mình hỏi cái người muốn quy đó, được không, thì ta trả lời được, phải cúng lại sớm chiều được không, được, ăn chay tháng ít gì cũng phải bốn bữa được không, được, thì đó là cái thể lệ, gọi là cái thủ tục đầu tiên để ta bước vào đạo. Rồi sau đó cái người này về nhà trình với cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ của mình, nếu ông bà cha mẹ đã qua đời còn nghĩa là không nữa là ông bà cha mẹ còn sống thì cho ông bà cha mẹ hay là hôm nay con đã quy vào đạo như vậy. Thì thưa quý vị, đó là theo cái thủ tục ngày xưa mà khi Đức Thầy đã thành lập cái giáo hội Phật giáo Hảo, thì cái người tín đồ muốn quy theo đạo thì nó phải bước qua những cái bước đó, thấy không? Nhưng mà từ khi năm 1975 cho đến nay thì trước sau năm 75 thì khi giáo hội chúng ta bãi nhiệm, thì lúc bây giờ trở về nhà chúng ta tự tu tự coi trong Tôn Chỉ Hành Đạo, rồi tự mình nghĩa là làm, nếu ai muốn tu ra tự làm cái lễ quy tại nhà. Thì bản thân tôi là phát tâm, mặc dù truyền thống là ông bà tôi tu theo Phật giáo Hảo là trước năm 75, nhưng mà khi mà tôi giác ngộ rồi đó thì lúc đó là tôi năm 82, năm 1982 thì tôi cũng đâu có làm lễ quy gì đâu, lúc đó đâu có ban sự đâu làm lễ quy ý. Rồi nghĩa là tôi chỉ đọc học thuộc cái bài cúng là tôi cúng lại sớm chiều, mà tôi tới ngày nay tới bây giờ năm nay là 41 năm rồi tôi cũng chưa có làm cái lễ quy gì hết, phải không? Cho nên vì vậy thưa quý vị, thì tại vì cái lễ này mà thầy đặt ra là hồi trước kia, nhưng mà từ đó tới đến nay đó, mặc dù năm 1999 thì đạo Phật giáo Hảo được phục quả thì cũng chưa có thấy ai làm cái lễ quy, cũng chưa có ai mà dẫn đến, cũng có nha, mình nói chưa là không phải, như cũng có, nhưng mà nếu trường hợp cái người đó có nhu cầu, có nhu cầu như hôm rồi nữa là tôi với Tấn đồ làm cái lớp học ở tại tỉnh Bình Định, thì có hai mẹ con của cô này nhờ cái là mà tôi làm cái lễ quy dùm, bữa đó anh Tính nó mắc bệnh, cho nên nghĩa là tôi làm lễ quy dùm thì mình cũng đọc cái chánh văn của ông bài quy y, thấy không? Thì nghĩa là có cái đó là có, nếu trường hợp người ta nhu cầu thì ban trị sự mình sẵn sàng để làm, còn người ta không có nhu cầu thì đâu bắt buộc được. Cho nên vì vậy, như thí dụ như giờ đứa cháu này nó muốn gợi ý như vậy, thì bây giờ đứa cháu này muốn làm cái lễ quy y ở tại nhà cũng được, mà trước đây chưa có ban sự thì có khi tôi cũng đến làm lễ quy cho đồng đạo đó tại nhà cũng có mình cũng làm cái lễ rồi cái là trình ba câu rồi đàng hoàng chứ, rồi làm lễ quy thì tại nhà cũng có.
Đó. Còn bây giờ nếu có ban sự mà quý vị ở gần ban sự thì quý vị cũng tạo được cái điều kiện đến đó nhờ ban sự làm cái lễ quy cho mình cũng được, cũng tốt thôi. À, còn nếu không, tôi nói nếu không đó, nếu không thì nếu ở nhà chúng ta đã quy y, ta đọc bài cúng lại sớm chiều, à, thì trong cái bài là quy y đó là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Cũng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần Nam Mô Thành Phật, à, rồi dài 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 tới rồi cảm ơn chứng minh, thấy không? Thì chúng ta đọc cái bài cúng lại sớm chiều như vậy là mình đã quy rồi đó. Tại vì nãy có câu chuyện là lúc mà đức thầy còn ở tại tổ đình thì có đồng đạo này đó là ổng muốn quy y, à, cho nên mà trước đó thì ổng đã coi được cái sấm giảng của thầy, coi được tôn chỉ hành đạo, rồi coi được cái bài cúng lại rồi, thì ổng tự là tạo cái bàn thờ ở tại nhà của ông, rồi đó là sớm chiều ông đọc cái bài cúng lại đó, rồi đó là nhưng mà hôm nọ có dịp ông qua bên Hòa Hảo thì ông hỏi đức thầy, nói thầy ơi bữa nay con qua đây để nhờ thầy làm cái lễ quy cho con được họ giáo quy. Thì đức thầy nói là tôi đã chứng minh cho ông rồi còn làm lễ quy gì nữa. Có nghĩa là đức thầy nó chứng minh là mặc dù đức thầy chưa có trực tiếp làm lễ quy nhưng mà có một điều là ở nhà ông đọc bài quy sớm chiều rồi, thì thầy nói là tôi đã chứng minh và làm lễ quy cho ông rồi thì còn quy gì nữa. Thì rõ ràng thì qua cái câu chuyện nương câu chuyện đó thì ở đây nếu chúng ta ở tại nhà mình mà mình đọc cái bài cầu nguyện ha, sớm chiều bài quy y đó gọi là nói chung là chúng ta đã quy theo đạo. Rồi bây giờ mình đặt ra vấn đề này, nếu bây giờ có ban trị sự rồi mình đến qua sự quy y, rồi những người ở xa với ban trị sự thì sao? Những người ở xa ban trị sự thì bây giờ ví dụ ở vùng núi, vùng thượng du, ở vùng cao nguyên đó, như chứ rồi đó là cái anh Nguyễn Văn Đông này đó, như tôi thường nói đó là ảnh ở tại tỉnh Gia Lai, thì nghĩa là anh xem được cái đoạn clip của Phật giáo Hòa Hảo mình, nó quá mừng, nó quá phấn khởi, cho nên vì vậy đó mà anh mới điện vô ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường phường Thái Long của chúng tôi đó, cho nên anh ảnh nhờ mình cho ảnh nguyên cái bộ thầy cúng ha. À, một giờ xa quá thì bây giờ chính đó là tôi với Tấn như là Nguyễn Quốc Vàng là ba giáo viên cũng chuẩn bị đi ngoại, nhưng mà tại vì bùng một cái là hồi khoảng tháng 2 năm rồi đó là dịch bệnh nó bùng phát, cho nên vì vậy đi không được. Cuối cùng tôi gửi nguyên cái bộ thờ cúng, tức là tam bảo thì già nói chung đầy đủ hết, gửi bằng cái là bưu điện cho anh không phải, rồi anh thờ lên rồi anh tự làm lễ quy tại nhà, thì cái này cũng được chấp nhận thôi. Bây giờ thầy cho biết là kẻ xa xôi có lòng ái mộ, xem kệ này tu tịnh tại nhà đó. Bây giờ nghĩa là ở sao giờ ta có lòng ái mộ mà nó đó không có ban sự nữa thì sao? Thì bây giờ nghĩa là xem sấm giảng thi văn giáo lý rồi xem cái tôn chỉ hành đạo thầy, thì tự nhiên ta cũng làm được cái lòng lễ, ta cũng được làm cái lễ quy. Còn Phật giáo không nữa thì ta đọc bài cúng lại sớm chiều, thì ở trên nghĩa là mười phương tam bảo ha, Phật pháp tăng ha, rồi thầy tổ rồi các vị chánh thần kia đó là cũng chứng minh cho mình đã làm được gì. Vậy giờ tóm lại xin trả lời thẳng cho đứa cháu này ha, thì cũng rất là vui là khi đứa cháu này học được cái lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo, không biết học tại đâu đó, mà giờ đây là muốn tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo ha, nhưng mà giờ làm lễ tại nhà được không, quy tại nhà được không, hay là đến ban chỉ sự, hay là con đọc bài cúng sớm là cúng lại sớm chiều như vậy là con đã quy rồi, thì những cái này đều được hết, thấy không? Còn nếu em mình mà cảm thấy nghĩa là có cái niềm tin vững chắc hơn, bây giờ đến ban sự của hiệp này, nếu ở đây ha, thì nghĩa là nhờ ban sự ở gần đây làm cho mình cái lễ quy, mình cảm thấy có niềm tin chắc chắn hơn. Hoặc giả không nữa đó thì mình tự làm lễ quy tại nhà, hoặc giả là mời đồng đạo hay là có ban sự gì lại nhà để chứng kiến làm cái lễ quy cho mình. Hoặc giả không nữa, nếu không thuận lợi, không điều kiện tốt thì đó là đứa cháu này đọc bài cúng nguyện sớm chiều, thì như vậy là đã được mười phương tam bảo, đức Phật, đức thầy, các vị chánh thần đã chứng minh và thọ ký cho mình đã quy y theo đạo Phật giáo Hòa Hảo. Đến đây xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Còn 10 phút hồi nữa rồi nghỉ hay là hả? Bây giờ vậy là thôi, giờ mình khép lại đi ha. 10 phút hồi mình phát hòa thưởng với nói là sau cùng lúc hết là thưa tất cả quý vị. Thì nhân hôm nay đó, trong cái ngày thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo ở tại nơi đây, thì về phía chị Tám là nhà Mạnh Thường Quân hỗ trợ kinh phí cho cái chương trình thuyết giảng này, chị có đem theo một số máy hát giảng, nhưng mà máy hát giảng này đắt giá hơn vậy. Tôi thường thường tôi cũng có cho quý vị một cái máy có 125.000 thôi, mà cái máy này nghe chị kể là máy này tới là 180.000, cái giá trị rất là lớn. Cho nên vì vậy ở đây là chỉ dành riêng cho những người đặt được cái câu hỏi hay, mà nãy giờ là quý vị hỏi là toàn câu hỏi hay không, mà không có hỏi nào hóc búa khó khăn chứ. Nếu mà hỏi hóc búa là chắc không có cho rồi đó, mà nãy giờ quý vị hỏi câu hỏi hay không. Cho nên như vậy thì giờ trân trọng kính mời quý vị nào nãy giờ có đặt cái câu hỏi mà quý vị bước lên để chị Tám
là Mạnh Thường Quân chỉ đến đây phát cho quý vị mỗi một người cái máy và xin trân trọng kính mời. Giáo viên của tôi thì không nhớ, là không nhớ quý vị hỏi, có những người đưa giấy lên đây không hỏi trực tiếp nên không nhớ. Bây giờ quý vị nào nãy có câu hỏi mời quý vị bước lên đây. Rồi đứa cháu hồi nãy đặt câu hỏi này nè, đâu rồi đứa cháu nào đâu, bước lên luôn. À, đứa cháu này hả, cháu trai hả, mà nãy vừa tưởng là cháu gái. Rồi bước lên, rồi mời nữa vậy, hình như là 5-6 câu gì đó mà nãy tính trả lời không là 3-4 câu gì vậy. Rồi mời bước lên. Rồi mời mời đại diện Mạnh Thường Quân bước lên tặng cho quý vị đồng đạo đặt câu hỏi, mỗi người là một cái máy phát giảng. Còn nữa không quý vị, nãy là năm, hình như là 5 câu hỏi lần nào, 4-5 câu hỏi lần. Còn ai nữa không quý vị? Tại giờ máy này hình như là tới 7-8-9 cái rồi. Rồi mời quý vị cho anh chàng phát tay quang minh. Và xin chân thành cảm ơn, mời đại diện Mạnh Thường Quân và quý vị đồng đạo chúng ta về vị trí của mình. Kính thưa tất cả quý vị đồng đạo kính mến, thật là một cái niềm vui mừng phấn khởi trong cái chương trình thuyết giảng hôm nay. Thì chúng tôi được sự theo dõi của quý vị rất là ân cần và tha thiết trong suốt thời gian mà chúng tôi trình bày là khoảng trên 1 tiếng đồng hồ, cũng như trả lời cái câu nghi vấn. Coi như là thưa quý vị, bữa nay là tinh thần chúng tôi rất là phấn khởi mà thấy bà con cô bác đồng đạo chúng ta cũng có tinh thần phấn khởi như nhau. Vậy thì trước khi rời khỏi diễn đàn ở đây, chúng tôi xin chân thành cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo được cái điều kiện thuận lợi tốt đẹp nhất để cho ban tổ chức có chương trình thuyết giảng hôm nay, và cũng chấp nhận cho chúng tôi được trở về đây để gặp gỡ trước là gieo duyên cùng với tất cả quý vị đồng đạo chúng ta mà chúng tôi chưa biết lần nào, và sau đó cũng chia sẻ sự hiểu biết của mình qua cái chuyên đề pháp môn tịnh độ, cũng như trả lời một cái câu nghi vấn cho đứa cháu học viên. Cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Và cảm ơn tất cả quý vị là đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn đến tham dự trong cái ngày lễ thuyết giảng hôm nay. Và nhất là xin chân thành cảm ơn chị Tám cũng là nhà Mạnh Thường Quân hỗ trợ kinh phí cho chương trình thuyết giảng này, và có kết hợp với chúng tôi với cái nhân viên sâu sắc này để chúng tôi có cơ hội phát huy thêm cái tài mòn đức hẹn của mình để gặp gỡ bà con cô bác ở nhiều ban trị sự nơi khác và đồng đạo nơi khác để chia sẻ với quý vị. Và cũng cảm ơn chị rất là nhiều. Và cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đồng đạo chúng ta có mặt trong ngày hôm nay đã suốt thời gian trên 1 tiếng đồng hồ ngồi tham dự những thuyết giảng này. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị. Trước khi dừng lời, xin cầu chúc cho tất cả quý vị được dồi dào sức khỏe, gia đình của tất cả quý vị được hạnh phúc thành đạt trên nhiều lĩnh vực và trên bước đường tu hành. Chúc cho tất cả quý vị chúng ta là thân tâm thường lạc, đạo quả diệt dung. Xin thân ái kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.